cùng cảnh ngộ với mình, hay là cái người 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 ta đang sống trong cái sự sung sướng và có cái sự đau đau khổ. Đó thì bởi vậy cho người biết như vậy để cho thấy là ở đời này không ai giống ai, mỗi người có một cái hoàn cảnh. Đúng vậy, mỗi người hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh. Và những chẳng những cái hoàn cảnh không phải là mình nói hoàn cảnh của mình muốn làm sao mình làm. Nhưng mà cái hoàn cảnh này á, nó phải nói đến là định mệnh nữa chứ không phải là công nữa đâu. Tại vì mình nói hoàn cảnh không, ai cũng có hoàn cảnh. Rồi bắt bẻ lên hoàn cảnh tại sao nghèo quá sao tại sao không đi làm có tiền. Thấy không? Cũng bắt bẻ được vậy. Dạ, đúng vậy. Đó, hay là khổ nhưng quá. Nhưng mà thường là... Tôi cũng hai tay hai chân, anh cũng hai tay hai chân. Dạ. Sao anh như thế này thế kia? Thì cho nên mới bắt qua cái định mệnh để cho nhưng mà người theo đời. Em biết, theo em biết là bữa nay là anh mới đi làm, mới về đúng không? Anh mới đi làm việc, mới về đúng không? Đúng. Dạ. Vậy là giờ này là giờ rảnh để anh em mình tâm sự đó. Thì đúng, cứ nói chuyện đi, đúng cứ nói đi, chia sẻ đi anh. Anh dạ. Nhiều lần lắm rồi. Dạ. Mà anh em cũng nhờ anh cũng cởi mở ra là tâm sự đó. Cái tâm sự mà để biết quý báu giữa con người và cái sự thông cảm của con người thì làm cho những người cái bên cạnh mình hay những người mình đang hỏi người ta có cái sự cởi mở thì cái điều đó thì em công nhận là mình không có ngờ là mình được cởi mở như vậy. Đó. Chứ là sống, chứ là anh phải nói là sống một độc thân nhưng mà không có người để mà chia sẻ tâm sự những cái phiền não giải khái giống như là cái cải mở mình không có. Nhưng mà anh nói là anh gặp được em, anh rất là vui là tại vì anh có thể chia sẻ lên những cái gì mà anh thiếu sót giống ấm ấp trong người trong lòng. Anh nhờ em đến đây để cùng nhau kêu là chia sẻ ngọt bùi hả đại khái giống như là chia tâm sự về cái cuộc sống đời sống ở bên nước Mỹ như vậy đó cả nhà. Chứ đâu phải là ai qua Mỹ cũng làm giàu hết đâu. Dạ đúng không vậy. Không có như vậy. Nếu ai qua Mỹ cũng làm giàu hết rồi chắc tôi nghĩ tôi không có gì để gặp anh mà quay. Không có người nghèo, không có người nghèo để gặp em đâu. Dạ. Cái trên thế giới này ai cũng phải có người nghèo, người khổ. Đúng vậy. Người thế này, thế kia, thế nọ. Đó. Đúng vậy. Thì mới có cái người có sự thông cảm. Chứ bây giờ ai cũng giống ai hết trơn, chưa chắc giả thông cảm cho ai hết trơn. Nếu mà thế giới này mà có hết người giàu hết là đâu có là thế giới đâu. Vậy vậy. Đó. Thì cũng nhờ anh có cuộc video này để quay phim và hỏi nhiều cái câu mà chưa bao giờ tôi tưởng tượng mà để tôi trả lời lại. Nhưng nãy giờ nói chuyện hơi lâu, có cho em hỏi là nãy giờ hôm nay giờ này là cũng là 7 giờ tối rồi mà anh có ăn uống gì cho anh có ăn hồi trưa rồi. Anh Hưng. Bây giờ đói không? Nếu mà không có ngại thì một hồi em sau cái video này em sẽ mua đồ thức ăn cho anh ăn. Thì cứ nói chuyện tâm sự anh. Dạ. Ok. Rồi cái kế tiếp nữa thì anh hỏi gì thêm cứ, nữa thì cứ, anh cứ chia sẻ đi, không sao em cứ tự nhiên chia sẻ cuộc sống mà bây giờ hồi nãy giờ mới nói là phong phanh cái đời sống nó tạm bợ vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ nó phải nói như vậy để cho những người không bắt bẻ được mình, không phải là bắt bẻ được mình mà phê bình cái kia rồi bắt phạt mình chuyện nọ. Dạ. Thì cho nên tôi mới kèm vô hoàn cảnh khi mà họ nghe họ biết hiểu được một cái bước đầu là cái hoàn cảnh, cái bước thứ hai nữa nó có hợp ý với lại cái kế tiếp mà gọi là định mệnh nữa thì nó mới ra là cái câu chuyện để nói đó. Tôi chỉ nhờ cái nó có cái sự mà định mệnh nữa thì nó mới hợp nhãn với cái hoàn cảnh. Chứ bây giờ mình nói hoàn cảnh không thì người ta cũng vẫn bắt bẻ được chứ thường. Tại vì nếu mà phải nói định mệnh nữa và phải nói thêm một câu lời cuối cùng, một cái cuối cùng nữa là ở đời này không ai giống ai hết. Phải có cái chuyện như vậy, không ai giống ai hết. Tại sao anh như thế này mà tại sao khu thế kia mà người nọ như thế nọ. Đó. Không ai giống ai. Thì tôi mới nghĩ rằng bây giờ không ai giống ai là chúng ta bây giờ mặc dù là cái con người thì không ai trọn vẹn. Bây giờ người này muốn có
làm như thế nào để cho vừa lòng họ, hay là người kia muốn làm người này làm cho người nọ vừa lòng người ta, không ai vừa lòng ai hết trơn. Đúng rồi, chính là người sự mà thông cảm với nhau, tha thứ và thông cảm. Đúng rồi, cái cuộc sống của con người á chia sẻ đó nó mới hòa nhã lẫn nhau, và mới cùng ai mà cùng cảnh ngộ hay là ai có một cái cảnh khổ rồi mới thấy, mới biết được là mình đang nói gì. Ồ, cái người này đang nói chuyện nó giống mình không, ví dụ giống hay là không giống. Ví dụ người ta nói thường thường người ta là nước chảy từ từ nó có nhiều mòn, đá thế nào nó cũng phải mòn thôi à, nước chảy đá phải đá phải mòn, thường xuyên người ta ưa nói chuyện như vậy đó. Ví dụ bây giờ tôi không giống anh 10 phần đầu chân tay thì tôi cũng giống ở cầm đai hay là tôi cũng có tóc. Ví dụ bây giờ anh tạo dựng lên một cái sự nghiệp, còn tôi sinh ra đời này tôi có tạo gì là cái sự nghiệp chứ, tôi chỉ biết ăn ngủ hay là tôi chỉ làm những cái chuyện mà sơ sơ đại khái đủ nuôi sống cho tôi, thì cái chuyện đó tôi cũng đã mừng rồi. Tôi sợ là tôi không được, tôi lo được cho tôi ngủ dậy tôi không biết nhà tôi đâu và gia đình tôi là ai, còn tôi làm gì nữa, cái đó là khác nữa. Đó thì ngày xưa tôi sống với cha mẹ tôi ngồi thì tôi đầy đủ hết tất cả, ăn uống ngủ rồi không có nghĩ đến cái tương lai của tôi là cái gì hết. Nhưng mà mẹ tôi mất rồi, có nhiều khi tôi cũng làm những cái chuyện mà không có đến nơi đến chốn, ông trời ông bắt phạt tôi. Thế bây giờ thì tôi nói lại đi, thôi ông trời nào bắt phạt mình, có nhiều khi mình làm lỗi thì bây giờ cái nghiệp trước mình bây giờ mình đang trả đây, hay là mình làm không đến đến đây đến chốn cho cha mẹ mình, hay là mặc dù mình có trả hiếu cho cha mẹ mình chứ nữa đi, sao cũng còn y chang đứng đây vậy. Nếu ví dụ bây giờ tôi có hiếu ở trên đời này mà bây giờ tôi còn đứng ở đây, ví dụ vậy đi, thì quý vị nghĩ sao? À, nếu mà cậu mà có hiếu cha mẹ nó phải không vậy, cũng có thể nó là như vậy nữa. Đúng không? Thì cái bắt bẻ là bắt bẻ mình không có được, cái đó là nó thẳng luôn. Thì bây giờ mình mà nói như vậy người ta mới có sự thông cảm giữa con người với và con giữa người. Tình người nó có sự tha thứ và thông cảm với nhau. Thì tôi vẫn nói tiếp chứ, mà bây giờ nói tới đó rồi mà con không thông cảm với tôi, bây giờ làm cái gì mà mới thông cảm với tôi được đấy? Tôi mới có tiền nhiều hay là tôi mới có nhiều nhà, cái vấn nhà đề cao cửa rộng hả? Lúc đó người ta mới thông cảm với tôi cũng có. Nhưng mà cái thông cảm nó chạy gió thoảng mây bay thôi, đúng không biết? Rồi cái tiếp nữa thì tôi xin nói là như vậy, anh cũng đã phỏng vấn tôi một vài lần rồi, nhưng mà vài lần trước á thì nói ôi là đủ chuyện hết trơn. Vậy mới vui á, nói ôi là đủ chuyện hết á. Mới đầu tiên tôi gặp ảnh ngại ngùng, tôi rất là ngại lên nó tại sao mà tôi phải như sau gì? Khi cái ngại đó rồi á tôi có cái gì tự tin mình và mình làm cho mình cởi mở. Nhưng mà cái ngại đó nó cũng có một cái điều mà gọi là cho người ta không có được mà cũng như chẳng hạn như mình làm không có hết lòng, mình nói không có hết lời, mình còn giấu một điều nào gì đó mình giấu giếm. Thì sau khi cái chuyện mà giấu giếm người ta cũng không có hẳn là yên tâm, đổ cho anh này cái cứ không có giống sự thật như mình đi qua vậy, thì đôi khi người ta cũng phải có thắc mắc. Thì bây giờ cũng nói hẳn là nhờ ảnh mà tôi cũng có cái chuyện tự nhiên để nói chuyện, mà cũng nhờ ảnh tôi mới có sự cởi mở, nhờ ảnh mà tôi mới an tâm nói chuyện tiếp cho đến bây giờ. Phải nói là nhờ kêu là có duyên gặp được em ha, mà có nghe những cái lời lẽ của tôi đứng lên nói chuyện với lại anh này á, thì tôi rất là cảm ơn rất là nhiều. Tại vì cái lời lẽ của tôi nói chuyện ra đó, thì bây giờ có người thông cảm cho tôi thì tôi rất vui sướng trong lòng, chứ không phải xem cái cuốn video này mà phê bình bắt bẻ này bắt bẻ kia thôi. Nếu mà còn có chuyện đó chắc mấy mốt tôi kêu anh này thôi đừng có quay tôi nữa đi, để cho tôi nói chuyện mình tôi phải còn hay hơn. Đúng không? Dạ đúng rồi. Xin lỗi nó chơi. Bây giờ
cái kích thích ngựa, cho đến mãi bây giờ.